Tập 12. Hey, cuối cùng thì cũng kết thúc chuyến tham quan rồi. Thôi, bây giờ lên xe ngủ đi. Ừ. Này, băng vào. Băng cái gì? Thì băng vào vết thương của cậu đấy ở tay kia. À ha, tớ quên mất. Này nhé, tuy là tớ không biết là bố tớ có nói dối hay không, nhưng mà cậu vẫn không được phép nhổ nước bọt vào người tớ khi được cho phép nhé. Tớ cũng không biết bố cậu có nói dối hay không, chỉ biết là lời tớ nói là thật. Này nhé, nói chuyện cũng là một hình thức. Nước bột của tớ bay vào miệng của cậu đấy. Ê, vậy phải làm thế nào bây giờ? Không lẽ không nói chuyện? Từ bé đến giờ mình sẽ nghĩ là mình nói chuyện biết bao nhiêu thằng con trai rồi mà chẳng thấy vấn đề gì hết. Không lẽ là không lẽ là bố nói dối mình không? Cậu cứ yên tâm, tất cả chỉ là bố cậu bịa ra để dọa cậu đấy. Với cả dù cho cậu có dính thì tớ cũng sẽ không chối bỏ trách nhiệm đâu. Yên tâm nha. À, quên chưa nói nữa, cái kẹo mút trong miệng cậu là tớ đã ngậm rồi đấy. Này, cái thằng kia Benjamin, mày khùng hả? Nghĩ sao vậy, đưa cái kẹo cho tao. Tại sao cậu lại xưng tao mày? Thôi xưng tao mày cho dễ chia tiền đi. Từ nay là cậu với tớ cứ xưng tao mày cho dễ nha. Sao cũng được. Nhưng mà bữa sau á, cậu ăn cái kẹo rồi thì đừng có mà mút xong mà đưa qua cho tớ nha. Thật đáng ghét, mà ớt chết được. Mà sao kẹo này nó vẫn ngọt vậy? Cũng ngon. Này anh, Bu nhà mình á, dạo này á, có một người bạn rất là tốt á. Thằng bé tên là Benjamin thì phải. Hôm bữa nó đi chơi với đi chơi bữa cắm trại với trường đó, đi cái đảo học xanh đó anh. Thì sao em? Thì anh cũng không thấy lạ hay sao. Thì hồi trước giờ nó có chơi được với ai đâu, mà tự nhiên bây giờ lòi ra một thằng con trai mà nó chơi được, có hay chứ. Cũng lạ ha, tính cách con bé sao có bạn chơi được cũng ngộ. Để anh điều tra thử cái thằng bé này nó như thế nào. À, hay là trưa nay anh sẵn tiện đón Bu về thì anh mời nó tới nhà mình ăn cơm luôn đi. Ừ. Này, hai đứa thân nhau đến mức nào rồi? Bạn bè bình thường thôi mẹ ơi. Dạ, thân đến mức trao đổi máu và nước bột cho nhau rồi cô ạ. Cháu nói giống anh ngày xưa phết nhỉ? Giống gì mà giống, chả giống gì cả. Ủa, Bu, bạn có nói thật không vậy? Dạ, bạn ấy nói thật đấy ạ. Con biết là hồi nhỏ bố lừa con suốt khoảng thời gian xa lâu rồi lâu luôn. Con ghét bố. Benjamin ơi, bố mẹ con làm nghề gì vậy? Dạ, bố mẹ con làm bất động sản. Benjamin. À, bố cháu có phải là Ben không? Dạ. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi. Benjamin, con cứ tự nhiên nha con. Cứ coi như ở nhà vậy đó. Dạ con biết rồi, cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô chú đã mời con ăn. Chào cô chú, con về. Ừ, con về cẩn thận. Này anh phát hiện được điều gì sau bữa cơm thế? Sao em thấy anh cứ trầm ngâm im lặng suốt hoài vậy? Chuyện là nhà của cô cậu kia phức tạp. Bố mẹ mãi mê công việc, ông ăn chả bà ăn nem, khá là bất hạnh. Không ngờ là sau lưng một cậu bé khá ngỗ nghịch lại là gia cảnh như thế. Thảo nào ngay từ đầu em đã cảm thấy khí chất của cậu ấy không bình thường. Hóa ra cũng là cậu ấm nhà giàu có. Có điều bố mẹ như thế mà tính tình không xinh hư, lại còn có thể đùa nghịch với Bu thì đúng là kỳ tích anh nhỉ. Thằng bé giỏi thật, sao nó vui tươi hứng khởi thế nhỉ? Không, chẳng qua là với Bu thôi. Ban đầu em thấy anh cứ chăm chọc thằng nhỏ rồi mít ngoáy thằng nhỏ. Nhưng thật ra từ khi mà em thấy anh biết chuyện đó thì em thấy anh đối xử tốt với nó hơn đó. Được đó anh. Cũng tội nó chứ. Mình thì vậy, cả lớp thì chú tâm học, chỉ riêng hai đứa nhỏ bàn cuối góc là dựa nhau và ngủ. Thiệt là hết biết nói. Nhưng mà thấy nó cũng được, dạo này Benjamin nói nhiều lên hẳn á. Cũng không có gây xích mích, gây gỗ gì với mấy bạn khác như ban đầu nữa. Có vẻ Bu với Benjamin ngày càng thân. Nhiều khi do bé Bu nó đối chọi gay gắt á, nên là Benjamin nói cũng nhiều hơn. Cứ mỗi ngày một ít, Benjamin dần dà được kéo ra khỏi bờ vực, tự cô lập bản thân. Thôi vậy cũng tốt cho nó rồi. Kệ nó đi, để cho tụi nó ngủ với chơi với nhau đi.
Sao mà Bubu với lại Benjamin cứ ngủ trong giờ học hoài? Mà thôi, kệ, để nó ngủ mà lớp mới học được, không thì nó qua phá banh lớp luôn. Các bạn ơi, lớp mình sắp phải làm một dự án. Các bạn chuẩn bị cho mình xin nick Facebook và add vào group chat để tiện việc bàn giao việc học tập nhé. Đây, nick của tớ nè, Bình Giao ơi. Benjamin, nick của cậu đâu? Nhà nghèo, không có mạng, không dùng Facebook. Đừng có tin lời nó lừa đấy. Nhà nó giàu nứt rách, nó đi bộ đi học nhưng lại luôn có một chiếc xe ô tô màu đen theo sát phía sau. Quần áo thì hàng xịn, túi thì đầy khít khát trà xanh. Mà mày biết cái thứ bánh này bao nhiêu tiền không? 10.000 một gói hai thanh. Không nói thì không ai bảo mày câm đâu. Để đó, tớ lấy trong cái cặp của ấy. Ủa, Benjamin có một cái iPad nè. Nè, nít của nó nè. Cậu đi đi Bình Giao ơi. Bubu, Benjamin, lớp 6A. Hôm đi tham quan biểu hiện của hai em rất xuất sắc. Còn nhỏ mà đã chiến đấu giỏi như vậy. Chúng anh muốn mời hai em vào ban phái của các anh. Không, vào ban của các ông thì tôi hành phường ăn cướp à. Xin lỗi đi nhé. Nó vốn đã là phường ăn cướp từ lâu rồi Bubu à. Nhưng vào ban bọn tao, nhóc sẽ được xông pha. Vậy bây giờ như thế này nhé. Một là cho tôi làm sếp, đầu là do tôi cầm, quy củ do tôi đặt. Hai là chả có vào ra gì hết. Thôi tôi đi về. Bubu này, tao thấy mày có tí vỏ mèo cào mà sao bọn Trắng Lộc có thể coi trọng. Chẳng qua thấy có tiềm năng nên mới để mắt tới một chút. Được mời vào ban là phúc tổ 70 đời rồi. Đây con hâm dở hơi này còn lại nghĩ mình quan trọng lắm, muốn làm trùm, muốn ra giá với bọn người Trắng Lộc đó à. Mày có bị hâm không Bubu? Nói đùa thôi, các anh không phải cáu. Cũng chỉ là hai đứa con nít. Vào thì vào mà không vào thì thôi, ban của các anh người cũng đâu có thiếu. Nhưng việc hai đứa bay đánh bại tụi tao ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của ban Trắng Lột tụi tao. Nếu mày không theo phe bọn tao thì có thể sẽ ngậm cái mồm và không tôi hốt cho ai, có đúng không? Lúc đấy mấy ông tập kích tôi trong rừng, ngoài hai đứa này ra chẳng còn ma nào thấy thì lấy đâu ra chuyện ảnh hưởng danh tiếng. Mấy ông muốn bịt miệng tôi nhưng lại không thử nghĩ xem. Từ đó đến nay đã hơn tuần rồi mà không, mà chúng tôi đâu có hó hé câu nào. Tôi không vào nhưng cũng không muốn làm thù địch gì với mấy ông. Có điều mấy ông đừng dừng ngay cái trò bảo kê lại là được. Nếu mà mấy ông không có dừng lại, nếu tôi yếu đến mấy cũng quyết phá nát cái bàn này cho bằng được. Thu bảo kê vì muốn tiền cái gì? Nhà tôi giàu, làm việc dưới trướng tôi, tiền sẽ tự động rơi. Này, hai đứa nhóc đúng là học sinh lớp 6, không thế? Sao mỗi câu nói thốt ra là như cuốn họng, pha trộn đậm chất xã hội đen vậy? Đại ca, thôi mình theo phe nó đi, dù gì nó cũng nhiều tiền mà đại ca. Thôi mình theo phe nó là nó cho tiền mình. Ủa, mình không làm gì, mình không làm gì ác mà cuối cùng mình cũng được tiền nữa đại ca. Em thấy cái này được á. Đứa nào thích theo thì theo. Thì đại ca ơi, đại ca cho em theo phe nó nha. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Bây giờ tất cả chú ý, giờ phút này tất cả ban Trấn Lột sẽ đổi tên thành ban thống trị thế giới. Chính ta sẽ cầm đầu. Bubu. Yeah, đại ca Bubu, đại ca Bubu, đại ca Bubu, đại tỷ Bubu. Này Benjamin, sao bảo nhà nghèo lắm cơ mà, gì mà không có xài Facebook, nhà tôi nghèo lắm không có biết Facebook. Thế mà ban nãy nói năng khí thế. Cái gì nhỉ? Nhà tôi rất giàu. Lúc đấy mà không gấu lên thì chúng nó giả thiệt ra làm mắm cả đôi chứ ở đó. Thế cũng có lý ha. Nhưng mà sau này phải trả lương cho đám này thật à?
Ôi ôi, bây giờ nó lại muốn làm ăn cướp rồi. Quỵt tiền có được hay không? Cảm thấy nặng nề quá.